trên đường Pháp Vân này. Đưa đi Thái Bình về gặp bà Phương. Bây giờ mới bắt đầu vào Pháp Vân, hơn 9 giờ. Tại nguyện của cụ, cụ bảo là thích về quê. Được về quê lần cuối thì tốt quá, cho vào về chơi mấy ngày. Lần nào cũng bảo là lần này là lần cuối. Không biết là bảo với Toan mấy lần cuối rồi, nếu được đi về quê thì tốt. Đợt này Toan hằng cố gắng đưa cụ về quê, cho cụ chơi một vài hôm xong lại cho cụ lên, cho cụ thoải mái. Mặc dù là sức khỏe cũng tốt, bảo là lúc thì thích đi, xong lúc lại bảo là hơi đau mắt. Đau mắt thì đi đến chỗ nào thì mua thuốc nhỏ thôi. Mắt của cụ bây giờ là nó bị khô tuổi già rồi, nên là không có lo gì về bệnh tật. Già thì ai khô mắt thôi, bác sĩ nó bảo rồi, chả làm gì được đâu. Cố gắng cho cụ đi chơi mấy ngày. Đường ngon thế. Thua đường quốc lộ 5 mới rồi. Đến cầu Tân Đệ rồi. Cầu Tân Đệ. Giờ mới đến cầu Tân Đệ. Giờ mới đến cầu Tân Đệ à? Mà nhanh thế chứ lại. Còn vết tích cái bến phà này. Úi giời, thành phố Thái Bình cổng chào kinh không. Cái gì đây? Thái Bình kính chào quý khách. Úi giời, thấy đổi mới phát triển. Thấy chơi dân. Đây rồi. Đến nhà rồi. Đến quê rồi. Đấy, các cháu nó không? Các cháu nó ra đón đây này. Các cháu ra đón cụ đây này. Đấy. Mưa mới xuống xe xong đấy. Đây, cái này là thần kỳ đấy. Này, cầm đây. Em đã bảo cho cụ ăn cái miếng bánh đi. Đi từ từ. Vâng, đi từ từ nhá. Che cái này cho nó. Đây đây cho che rồi, cho che. Rồi. Đấy. À, cho cụ ăn cái Sơn đấy, Sơn đã xách đồ cho cô ấy. Xách đồ. Xách đồ cho ông. Đây. Cố lên đi mấy bước vào nhà cho nó mát. Đang ở trong xe đây nó nóng. Đang ngồi trong xe ra nó mang nóng ấy. Được cháu dâu, được cháu cháu gái dắt thế này là cụ còn gì nữa. Thế về nhà rồi. Đấy, hoa cả lá cành rất là đẹp. Đấy. Cụ ơi, cụ ơi. Cháu về đến nhà rồi. Đấy. Cứ để không cứ kệ bà nội năm nay bốn mấy? 46. Đấy. Đây cậu ngồi cho nó ngồi xe mát lắm mà thích lắm. Ngồi xe điều hòa mà. Ngoài nó cái nóng rồi.
bảo là gọi cho dì Phương chưa? Bảo gọi rồi. Bảo con đã gọi cho dì chưa? Thế sao về bảo? Ra ngoài bên đó. Đưa mẹ về, đưa sớm này, nắng nắng. Thế cháu bảo đi ở sớm. Trên kia nó cũng nắng mà. Thì lại còn bảo là mắt lạnh luôn. Đâu, thông thả. Bây giờ về đây còn mắt nữa Hà Nội nhá. Cụ ăn cái bánh này, về hai cụ ăn cái bánh này. Đấy là cái tình cảm. Cháu bảo là để cho cụ ăn luôn ở ở trên cái bánh ngọt này tí. Đấy. Nghỉ tí đã mà, bây giờ còn sớm. Ở trên cho chúng cháu cũng cứ phải 11 rưỡi, 12 giờ mới ăn. Đấy. Ừ, tí đã, cho nó. Đấy. Con xé nhá, xé thịt gà cùng nhá. Không, cứ để đi, dân có xé nhiều. Tìm đi miếng nào nó nặng nạt. Để ăn bơ mà một trang ừ. Đấy, đi thôi. Tôi ăn gà này đâu. Ăn thìa hay nãy mà. Cho cả thìa cả đũa. Vâng. Chả nó mềm nè. Cái gì ấy? Ăn món gì bây giờ toàn hỏi thôi. Đây là chả. Cắt ra toàn. Được rồi. Nó lại ấm thế á. Xé. Được rồi. Canh cua này. Đây. Cho tí canh cua. Nó cứ để đây, để đây. Để đây. Nó không ăn. Cứ để đây tí thôi, không cần ăn nhiều. Cứ để đây. Biết ăn. Thế thôi. Cô ăn cơm đây. Không phải cô ăn cơm. Đấy. Cho cháu cháu từ băng băng này là đủ. Nước mắm Thái Bình này, cô này. Nước mắm này chấm chấm giò chả ngon lắm. Không như thế thôi, tưởng là đang ngủ đấy, chưa biết thằng dội. Bây giờ gọi ăn cơm này mà. Mà ăn xong đi ngủ. Xong lại ra nằm võng tí. Bây giờ cũng ăn rồi đi ngủ. Hỏi xem, cháu nào đây? Cháu nào đây? Chị Lương chết rồi, cụ thể cứ nói, biết. Về nhà bây giờ còn ai? Mà còn cụ. Còn đâu? Tôm. Ừ, đấy, à, tôm. Nó bóc hỏi ra. Nhưng mà để con bóc hỏi thôi. Ừ. Để cháu nó bóc. Rồi, thầy phát là cụ ăn được rồi. Ai đây? Để hỏi mắng cháu đấy, để cháu hỏi để mắng. Ai đây cũng hỏi đấy. Đấy, thấy chưa? Biết chưa? Làm như mà cháu phải hỏi. Đấy, khi lắm lúc treo rồi toàn bị mắng. Treo để nói chuyện. Chú làm cười à? Chú làm phấn khích quá, chú làm cười à? Đừng chú Tuấn con ơi. Đây là nhà con, Tuấn thích con cười không ngại. Được rồi. Cười thích con. Con thằng Tuấn đấy cô ạ. Con thằng Tuấn là con. Cháu nội của nó đấy. Cháu nội của con đấy. Nó gọi cụ là Kính đấy. Kính. Papa. Hôm nay cụ về gặp cô. Papa ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Gặp cháu này. Nô cười. Sẽ sướng nhờ. Mắt nó đảo. Mắt nó đảo. Cháu chơi, cháu chơi. Bốn mua chút rồi. Đấy, là một. Cháu được 4 tháng một tuần rồi. Con là Đức. Là một. Ừ. Con là cái Trang là con gái đây đây. Là hai. Con là Nam Thành. Ông Thành là 3, Nam là 4. À. 4 cháu là Kiều. Ừ, 4 chút. Nó 8 năm chiều tối. Đấy, cụ đang kể chuyện lại. Hồi xưa trông cháu thì là tắm xong xong rồi thì là ăn uống xong là ông ấy chưa ăn uống xong ông đi ngủ, ông đi ngủ mà chút giờ cái da nãy cho rồi da nóng lắm thì cháu chắc là cảm tối thì tôi uống cái viên thuốc cảm nhưng mà đái lái lan hết rồi tôi giặt xong xong rồi một lúc lau chùi giặt xong một lúc lại đi nằm tí nằm tí lại đái ra. À. Không,
con thỉnh thoảng ông thế chứ mọi ngày này. Ông đang ngủ thế nào mà ông đi đấy. Thỉnh thoảng ngủ là ông không nhớ, mới dặn bảo ông muốn đi lái thì rảy nhá. Ừ, vừa rồi nằm tôi bảo ông muốn đi lái là ông phải rảy nhá, tôi đi thổi cơm đây. Bảo ừ. Bác ngồi chơi đã, bác ngồi chơi đã. Các cụ sang chơi với cụ đó. Đấy bây giờ cụ Phương bảo là cụ không nói đấy, cụ nói mình vắt cái gì. Không nói đấy, cụ tự nói đấy. Thế này, ngắm cảnh. Đấy. Cây na. Cây na đấy. Đấy. Cụ ra thăm vườn này. Đi ra vườn tược tự đi này. Đấy. Cụ có thích không? Thích ở nhà không? Thích à? Ở nhà chơi nhỉ? Ở nhà chơi với cụ Phương nhỉ? Đấy. Đấy, còn đi ra vườn tược nữa, thoải mái tinh thần, đi về khỏe không cần phải chống gậy. Đấy, cô đi đây, cô đi ra đây sao, cô đi không? Cụ đi sang nhà bác Chiêm đó, đi sang nhà anh Chiêm. Đấy. Cụ còn bảo đi từ nãy không đi, bây giờ mới đi đấy. Rồi. Ừ. Đã đi giỏi lắm. Về đây bảo đi ra hết cả vườn tược rồi đây này. Thế mà cứ bảo không. Đấy, ai đây? Ai đây? Cháu nào đây cụ? Cháu nào? Đấy. Về quê có gặp được nhiều cụ không? Nhiều cháu không? Đấy. Đấy nhưng mà quên tên. Đấy nhưng mà quên tên. Đấy, hỏi. Lên sao? Thì, à, cháu nghỉ chưa? Rồi tao làm lớp cho trường tháng hơn tháng nữa rồi cho làm thêm nữa. À là, thế thì nó cho mình làm thêm thì mình cứ làm chứ. Nó chỉ cho mình làm hết năm vì nó đang thiếu giáo viên. À. Thế à? Tính là nhiêu rồi hả? Ừ, thế thì đi làm. Anh đấy. Đấy. Anh tự đi đang đi tập thể dục về lên. Nó quen. Đúng rồi, quay đây đây. Đây. Anh đợt này hơi yếu hơn rồi. Ừ, nó nóng. Đợt này anh gầy. Năm thứ 10. Ngồi trong ngồi trong. Quá tốt, chăm tốt chứ không không chăm tốt thì. Ông ơi. Đấy. Cụ chị, cụ 90, cụ trăm tuổi gọi cụ 80. Cụ vẫn khỏe. Có biết ai đây không? Biết rồi. Ai? Bà Phương à? Ừ. Không phải bà Phương. Thế bà nào? Thế ông biết xem bà nào? Bà Hà Nội đấy. Bà Hà Nội. Thế bà nào nào? Bà Hà Nội bà về đấy. Quên rồi. Mẹ chú Thăng. Bà Tú. Bà Tú. Tú. Hai người Nhật. Bà Phương. Chiêm năm nay 90 à? Dạ. Cháu á? 92. 92. 92 rồi đấy. Anh đang chuẩn bị ra ca 93 này. Chiêm năm nay 9 mấy đấy. Rồi bà đưa ông lên Hà Nội chơi ít ngày. Ông có đi không? Ông có đi với bà không, với cô không? Đi Hà Nội không? Hà Nội với bà nhá. Dạo trước thì còn cho đi ra ngõ ra đường. Có đi không? Đi với bà với này chính toan đấy.
có nhớ không? Đâu cũng thích đi. Đấy. Trong nhà này thì đi lâu này yếu, đi trước cháu phải đi sau. Động chân một cái là ngã thôi. Cái chân mấy này run rẩy. Ốm nên năm nay là năm thứ 10 rồi đấy. Đấy, chị chăm tốt đấy. Còn mà ra ngoài Tết là đủ 10 năm. Đợt này về, bảo đợt này về xong gần Tết thì về được. Con mới về nhiều lần và nhiều lắm. Mai đi mới về. Đây, về lúc bà Phương sang đây cho bảo thôi, cái tình đúng lấy thề nghiền. Vợ chồng chú Thiếm này, tôi nhận bảo thật, cho bảo lấy bảo thật. Cho bảo vào thì cho bảo thật, chú bảo thật. Mình ăn vải để chú ơi. Chú thì thế, nó cũng phải thế. Hai người cùng ấy, chứ còn một người thì còn một người không đồng ý, chẳng ai dám cho về. Đưa người giả đi kịp. Về, không nhận về quê, nó dễ chịu hơn.